15 tác dụng của trà xanh và những lưu ý khi uống trà. Trà xanh là thức uống quen thuộc từ xa xưa và cho đến ngày nay. Nhâm nhi một tách trà uống giúp tinh thần thoải mái và thư giãn, lại vừa trẻ hóa làn da và tuổi tác. Từ những công dụng được chứng minh và áp dụng, trà xanh được xem là một vị thuốc quý trong chữa bệnh. Qua video dưới đây, Sức Khỏe Là Vàng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những tác dụng của loại trà này. Trà xanh là gì? Còn có tên gọi khác là trà xanh, là loại trà được chế biến từ lá và bút của cây trà, được oxy hóa ở mức tối thiểu trong quá trình chế biến. Cây trà cây chè, có tên khoa học là Camellia sinensis, được dùng để sản xuất các loại trà khác nhau. Mô tả, là loại cây xanh lâu năm mọc thành bụi hoặc các cây nhỏ, có nhiều tán lá. Lá trà dài từ 4 đến 15cm và rộng khoảng 2 đến 5cm. Mặt dưới lá có lông tơ ngắn màu trắng. Lá khi già chuyển thành màu xanh lục. Hoa trà màu trắng ánh vàng, đường kính 25 đến 4cm, với 7 đến 8 cánh hoa. Hạt của nó có thể ép lấy tinh dầu. Trà đen, trà ô long. Phân bố và thu hái. Việc sử dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau này trà được trồng nhiều ở Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Từ giữa thế kỷ 20 mới được trồng nhiều ở Việt Nam. Từ Bắc vào Nam, diện tích lớn nhất là hai tỉnh Phú Thọ và Quảng Nam. Đến nay có một số vùng được mệnh danh là đất trồng trà ngon như Thái Nguyên, Mộc Châu, Sơn La, Lâm Đồng. Vào đầu mùa xuân, lá trà sẽ được hái bằng tay một cách cẩn thận, trà được hái bằng tay sẽ cho vị ngọt hơn và ít đắng hơn so với những loại trà được hái bằng máy. Sơ chế, lá trà sau khi hái sẽ được phơi dưới nắng nhẹ hoặc phòng thoáng mát. Khi lá khô sẽ được hấp hoặc chảo để sao trước khi được ép phẳng, xoắn hoặc cuộn, sấy khô và đóng gói. Thành phần hóa học. Trà xanh là ít phải qua nhiều công đoạn chế biến nhất nên giữ được nhiều chất trong lá trà. Một tách trà xanh thông thường chứa 999% nước, cung cấp 1 calo trên 100, không chứa hàm lượng chất dinh dưỡng, nhưng chứa các hóa chất thực vật như polyphenol và caffeine. Polyphenol có chứa SM, epicatechin galate, epicatechin và lavanol là những chất chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư và chống lại các tác động sinh hóa. Tác dụng của trà xanh. 1. Bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hợp chất chống viêm trong trà xanh là catechin có thể làm giảm viêm và giảm căng thẳng oxy hóa trên tim, loại bỏ cholesterol xấu làm giảm nguy cơ xơ giữa động mạch. 2. Hỗ trợ điều trị các bệnh răng miệng, trả lại hơi thở tự nhiên và ngăn ngừa sâu răng. Ngoài ra, theo một nghiên cứu, trà xanh còn có thể giảm đáng kể việc mất men răng. 3. Thanh nhiệt, đào thải độc tố, trà xanh làm giảm khả năng tích nước trong cơ thể. Thải chất lỏng dư thừa trong cơ thể ra ngoài, vừa thải độc tố vừa có tác dụng giải nhiệt cho cơ thể. 4. Chữa viêm họng, đun khoảng 100 nước trà xanh và thêm vào khoảng 10 gram cam thảo đun thêm 5 phút. Lọc lấy nước, rồi lại đun thêm lần nữa, trộn 2 lần nước chia uống 4 đến 5 lần trong ngày, uống liên tục 3 đến 5 ngày là sẽ có hiệu quả. 5. Giảm nguy cơ sỏi mật, hợp chất S và polyphenol có trong. 6. Chữa đầy bụng, đầy hơi và có nôn, trà xanh hãm nước thêm vào một vài đũa hoặc qua mơ, để 5 phút cho ngấm rồi uống, ngày uống một lần khi còn nóng. 7. Lợi tiểu, uống trà xanh giúp ức chế sự hấp, kích thích trung khu vận động của huyết quản, gia tăng độ co của thận, từ đó có tác dụng lợi tiểu. 8. Làm giảm huyết áp, hơn 4.000 hóa chất có trong trà xanh có tác dụng tốt làm giảm huyết áp. Vì vậy đặc biệt tốt cho người bị bệnh cao huyết áp. 9. Chống lão hóa, nhờ các vitamin và amino acid khác nhau, trà xanh có thể phòng ngừa tình trạng thiếu vitamin A, cờ và bờ uống trà một thời gian dài vừa phòng chống bệnh và kéo dài tuổi thọ. 10. Chống lo âu và thư giãn, theo một vài nghiên cứu chứng minh, thiamine trong trà xanh có tác dụng làm dịu thần kinh, bớt căng thẳng và stress. 11. Giảm khả năng mắc các bệnh tiểu đường, polyphenol và polysaccharide có trong lá trà tươi sẽ làm gục. Đồng thời, giúp cơ thể cải thiện sự nhạy cảm với insulin, làm giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại II. 12. Giảm cân, chất S trong lá trà giúp cơ thể đốt cháy mỡ và 70 calo mỗi ngày, ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose thành tế bào mỡ. Từ đó sẽ làm số cân nặng của bạn. 13. Chống vi khuẩn gây bệnh, S và S có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều loài vi khuẩn, các catechin này liên kết với nhau tạo thành lớp màng vi khuẩn, ngăn không cho vi khuẩn gây bệnh. 14. Khử mùi hôi chân, bằng cách ngâm chân vào nước trà xanh ấn mỗi tối trước khi đi ngủ vừa khử mùi hôi chân vừa làm chân dễ chịu hơn sau một ngày đi đứng nhiều. 15. Có lợi cho trẻ em, dùng nước trà xanh tắm, rửa cho trẻ để loại bỏ vi khuẩn và bé có làn da mịn màng.
Mỗi ngày cho trẻ uống một ly trà xanh ấm sẽ chống biếng ăn cho trẻ và tốt cho tiêu hóa. Cách pha trà: dùng lá trà tươi rửa sạch, giò nát rồi cho vào ấm tích, đổ nước sôi để 5 đến 10 phút cho ngấm rồi uống. Hoặc dùng trà khâu cho vào ấm rồi đổ nước 61 đến 87 độ vào và chờ 5 phút rồi uống. Lưu ý, ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe trên, nếu uống không đúng cách trà xanh cũng có những tác dụng phụ sau. Do một tách trà xanh có chứa khoảng 24 đến 45 mg caffeine nên nếu một ngày uống 4 đến 5 lần sẽ dẫn đến hội chứng kích thích ruột, gây mất ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón. Đối với những người đang dùng thuốc kích thích chức năng của hệ thần kinh cũng không nên dùng chung với trà xanh, vì sẽ gây ra tác động xấu đến hệ thần kinh như chóng mặt, tăng huyết áp đột ngột. Uống trà xanh khi bụng đói sẽ khiến dạ dày khó chịu do axit dạ dày tăng, tạo cảm giác buồn nôn, táo bón. Trà xanh làm ức chế việc sử dụng canxi của cơ thể, khiến bạn bị loãng xương do thiếu canxi. Vì vậy, khi uống trà cũng cần tuân theo những quy tắc sau. Không uống trà lạnh do trà lạnh gây đình trệ khí, gây tiết đờm. Trà để lâu dễ bị oxy hóa và nhiễm khuẩn, vì vậy không uống trà khi đã để quá lâu. Trà không nên pha lại nhiều lần nước do các nguyên tố vi lượng có trong trà không còn. Tránh uống trà trước và sau ăn, uống trước ăn sẽ làm loãng dịch vị dạ dày. Sau ăn, axit tannic trong trà làm cho rô tây trong thức ăn bị cứng lại sẽ khó tiêu và vì trà xanh gây ức. Không dùng nước trà để uống thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Trà giải qua đêm khiến một số vitamin bị phân hủy, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, vì vậy cũng không nên uống. Trong những ngày đèn đỏ, cũng không nên uống trà xanh vì sẽ mất máu nhiều hơn. Trà xanh có thể gây mất ngủ, vì thế không uống trà trước khi đi ngủ. Tránh uống trà đặc, nên pha loãng khi uống để không gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh.